Đây chắc chắn là con lợn đến từ Bình Dương. Nó chỉ ăn bánh gato để tham gia cuộc thi cân nặng. Thậm chí ngồi gãy cả cái ghế mà chủ cũng không tiếc. Sau đó phải đổi chỗ cho nó ngồi lên trên cái bàn. Như vậy mới làm con lợn này an tâm ăn uống. Vì để tăng tốc thậm chí nó còn được đầu tư hẳn thiết bị tự động. Cuối cùng nó chỉ cần nằm một đống chờ ăn, đến cả đứng còn không nổi. Đây là lợn đốm năm ngoái đã giành giải quán quân, cũng chính là đối thủ cạnh tranh cao nhất năm nay. Bà chủ yêu cầu tôm tuyệt đối không được thất bại, nếu không thì ra đường mà ngủ. Thời gian cấp bách, tôm không muốn làm bà chủ thất vọng lập tức bắt con lợn đi ăn. Nhưng cái máng rau này quá cao so với cơ thể nó. Tôm lại kiếm ghế cho nó ngồi, ai ngờ con lợn chảnh chó nhìn thấy đống rau củ thì khinh bỉ. Tôm bất đắc dĩ lấy ra một cái thìa, nhưng lợn con nhất quyết không chịu mở miệng. Tôm tận tâm thử một miếng cho nó xem, nhìn đây này anh đây chỉ làm một lần duy nhất. Quá bất lực tôm đành chạy đến xin mấy củ cà rốt. Kết quả vẫn bị con lợn này ghét bỏ. Nó lại chạy đi xin một đống rau, nhưng vẫn bị con lợn này chê. Khi tôm vừa cầm bắp ngô trở về, thì lợn con đã bị mùi thơm hấp dẫn. Nó lần theo mùi thơm nước mũi đó. Hóa ra nó thích ăn bánh gato của Jerry. Chỉ há mồm ngoạm một miếng cái đĩa sạch sẽ, tôm thấy vậy vô cùng sung sướng. Nó cầm theo cái bát và con lợn xách đến bên của sổ tìm chủ nhân. Ý nói rằng con lợn này ăn bánh gato, để chủ nhân làm nhiều một chút. Có được sự đồng ý của bà chủ, lợn con cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Tôm cũng tuyệt đối sẽ không phụ sự kỳ vọng của bà chủ. Không bao lâu, một mẻ bánh đã ra lò. Tôm không dám chậm trễ ngay lập tức đẩy xe bánh đi. Mà con lợn này cũng có phong cách ăn độc lạ Bình Dương. Chỉ có Jerry là đáng thương bây giờ chỉ được liếm đĩa. Sau đó lại một xe bánh nữa đến. Con lợn này đúng là có sức ăn kinh người. Cứ một đớp là hết một cái. Cân nặng ngày càng tăng nhanh. Thời gian trôi qua từng ngày. Chủ nhân để không làm cả làng thất vọng ngày nào cũng nướng bánh. Tôm cũng miệt mài cho lợn ăn. Lại qua thêm mấy ngày, quá trình cho lợn ăn đã chuyển qua tự động hóa. Đến ngày 21, cuối cùng sự nghiệp nuôi lợn đã thành công. Nỗ lực của Tom cũng nhận được sự khen ngợi của lợn Hồng và Jerry. Chớp mắt đã đến cuối tháng là ngày đi thi. Tom vốn dĩ muốn con lợn đi ra, nhưng bởi vì quá nặng, bây giờ nó thậm chí không đứng được. Tom thấy vậy chạy lên giúp đỡ. Vã mồ hôi mới đẩy con lợn được đến cửa thì bị mắc kẹt. May mà Jerry nhanh trí có cách, chính là sử dụng cái thang làm đòn bẩy, sau đó bôi dầu lên người con lợn là có thể ra ngoài. Mặc dù Tom cũng méo hiểu lắm nhưng vẫn làm theo kế hoạch. Theo kinh nghiệm dự đoán lô đề lâu năm, thì chú ý của Jerry nhất định sẽ toang. Quả nhiên, Tom đã nhún nhảy cả buổi sáng, thì con lợn mập này vẫn không hề nhúc nhích. Hai đứa này chỉ có thể bất lực chống cằm suy nghĩ. Bỗng nhiên Tom đã nghĩ ra một ý tưởng, sau đó bận rộn chạy ngược chạy xuôi. Jerry nhìn thấy vậy vô cùng hoang mang, bởi vì con mèo lần này lại dùng cả vũ khí hạng nặng. Những ý tưởng vượt ra tầm vũ trụ như vậy chỉ có Tom mới nghĩ ra. Jerry sợ hãi cong mông lên bỏ chạy. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Tom ấn nút khởi động, nhưng đống pháo này mua ở Bình Dương, không có cách nào khác nó chạy về xem thử, thì bỗng nhiên nghe thấy bùm một tiếng. Một làn khói đen bay thẳng lên trên bầu trời. Vì để cuộc thi diễn ra tốt đẹp nhất, Tom vừa tắm vừa cọ rửa cho con lợn này, đảm bảo cho cuộc thi không có bất cứ sai sót. Nhưng càng cẩn thận thì tai nạn lại luôn xảy ra. Con lợn mập này bỗng nhiên lăn xuống dưới, Jerry đen đùi cũng bị ép thành cái bánh tráng. Tom co giò lên đuổi theo. Bà chủ thấy vậy vội vàng lái xe đuổi theo, nửa đường đón Tom và Jerry lên xe. Cứ như vậy, con lợn lăn lô lô trên đường, chiếc xe hơi đuổi theo phía sau, trèo núi vượt đèo, đến khi hoàng hôn buông xuống, đường gập ghềnh cũng không cản bước được con lợn này. Mà cái nhà tâm cơ này lăn đến nhà nào cũng không quên vơ vét thêm quần áo nhà nấy. Nhưng suy nghĩ đến việc chiếc xe chạy lâu như vậy không giải quyết được vấn đề gì, Tom liền quăng một sợi dây về phía con lợn. Hiệu quả không tồi, chiếc xe hết xăng vẫn có thể chạy tự động. Sau khi trèo đèo lội suối, cuối cùng con lợn lại rơi trúng nơi tổ chức cuộc thi. So sánh với hai thí sinh cùng tham gia, lợn Hồng xứng đáng nhận giải quán quân. Còn thừa cơ thi thêm cuộc thi ăn uống, nhìn con lợn cứ mỗi miếng một đĩa, bao nhiêu vất vả cuối cùng cũng được đền đáp. Đây có lẽ là thú vui tao nhã của người chăn nuôi. Không nghi ngờ gì, con lợn này lại giành giải thưởng, cho nên lòng tốt sẽ được ban phước, nỗ lực sẽ được đền đáp. Cái bánh cuối cùng lợn Hồng dành tặng cho Tom, mặc dù ngày nào cũng tiếp xúc, nhưng Tom chưa từng được thử qua nó bao giờ. Hoàng tử đi săn lần lượt gặp ba con vật, ba con vật mỗi con tìm cho anh ba người vợ, nhưng hai cô vợ đầu đều chết sau khi tiếp xúc với hoàng tử. Chỉ có cô vợ mà thỏ tìm cho anh là sống. Có điều hoàng tử nhìn người phụ nữ trước mặt lập tức hiểu ra mọi chuyện. Anh lệnh cho binh sĩ bắt lấy phù thủy và con gái buộc vào phía sau ngựa cho bị kéo lê đi. Sau đó hoàng tử và tiên nữ sống hạnh phúc bên nhau suốt đời.